Mở đầu bộ phim chính là hình ảnh về một trận bóng đá của đội tuyển U16 Nhật Bản và một cầu thủ có tên là Aoyama đã đá thủng lưới đối phương để mang chiến thắng về cho toàn đội. Nhưng mọi người đang định lao tới ôm Aoyama để ăn mừng thì cậu ấy lại tránh ra vì sợ bẩn. Aoyama là một thanh niên cực kỳ sạch sẽ nên cậu ấy lúc nào cũng lau dọn lớp học hàng ngày và chỉ cần bàn học còn một tí bụi là cậu ấy sẽ lau cho tới khi nào sáng như gương thì mới thôi. Thậm chí trước khi đá bóng cậu ấy còn phải rửa tay cùng với xà phòng Lifebuoy cho thật sạch sẽ. Nhưng thấy thằng này cứ rửa tay gần cả chục phút khiến cho cậu bạn cùng đội có tên là Jason cảm thấy rất khó chịu. Jason lo rằng Aoyama sẽ không chịu chạm vào bóng nếu cậu ấy sợ bẩn và Jason đã ném cho Aoyama một chai nước nhưng cậu ấy lại không uống nước của người khác. Thậm chí trước khi uống nước thì Aoyama cũng phải lau chùi cái chai thật sạch sẽ rồi mới uống. Khi đá bóng thì Aoyama không lao lên giành bóng bởi cậu không muốn chạm vào người khác cho nên Jason đã tức giận mắng rằng Aoyama là một đứa không hề nghiêm túc với bóng đá. Tối hôm đó, Jason đang quay trở lại phòng câu lạc bộ thì chợt gặp được chị huấn luyện viên và Jason đã phàn nàn rằng Aoyama lúc nào cũng mượn cớ giữ sạch sẽ để khỏi phải đá bóng. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng câu lạc bộ thì Jason đã thấy Aoyama đang ngồi lau chùi những quả bóng và chị huấn luyện viên cho biết rằng Aoyama luôn lau sạch chúng sau mỗi buổi tập cho nên điều đó chứng tỏ rằng Aoyama thực sự yêu thích bóng đá chứ không như Jason nghĩ. Ngày hôm sau, đội bóng của trường cao trung Minami đã đi tới trường Fujimi để tìm Aoyama. Và Jason đang định đi tới chào hỏi cậu đội trưởng Takechi của đội Minami thì lại bị cho ăn bơ, bởi vì Takechi chỉ muốn nói chuyện với Aoyama mà thôi. Hiểu rõ trình độ đá bóng của Aoyama nên Takechi đã mời cậu ấy chơi cho đội Minami. Takechi cho rằng đẳng cấp như cậu ấy không nên chơi cho một đội nghiệp dư như trường Fujimi. Nhưng Aoyama nói rằng nơi này có một thứ cậu ấy cần mà những trường khác không hề có. Ngay sau đó, đội Minami của Takechi đã có một trận bóng với đội Fujimi của Aoyama và Takechi lúc nào cũng cởi áo khoe cơ nên ông trọng tài phải cho cậu ta ăn thẻ vàng luôn. Vừa mới vào trận thì Aoyama đã cướp bóng rồi vượt qua hàng phòng vệ của đội bạn và cậu ấy đã sút một phát bóng lột vào khung thành của bọn họ trước sự trầm trồ của mọi người. Nhờ có Aoyama nên đội Fujimi đã liên tục ghi được những bàn thắng khác và Jason cũng phải công nhận trình độ của Aoyama mặc dù cậu ấy khá lập dị. Thấy Aoyama đang bị kèm chặt thì Jason đã nhân cơ hội lao lên để ghi một bàn cho cả đội. Nhưng thằng chân gỗ này lại đá trái bóng bay thẳng lên trời khiến cho đội bạn cũng cạn lời luôn. Ngay sau đó, trời vừa đổ mưa thì Jason lại thấy Aoyama không chạy mà chỉ đứng yên một chỗ. Và Jason nhận ra Aoyama không chịu đá tiếp là bởi vì cậu ấy lo sợ bị bùn đất bám lên người. Nên Jason cùng các đồng đội đã phải cố phòng thủ trước những đợt tấn công của đội Minami. Jason đã đánh đầu một cú về phía khung thành của đội bạn thì lại bị bật xà ngang bay ra ngoài. Nhưng Aoyama đột nhiên lao ra đá quả bóng đó vào thẳng trong quân đội bạn khiến cho Jason rất bất ngờ. Và hóa ra vào 5 phút cuối cùng của trận đấu thì Aoyama sẽ không còn sợ bẩn nữa. Nhưng khi Jason lao tới ôm Aoyama để ăn mừng chiến thắng thì cậu ấy vẫn né ra như thường. Trên đường về thì Takechi thắc mắc thứ gì đã khiến cho Aoyama gắn bó với đội Fujimi tới như vậy. Và hóa ra Aoyama thích trường Fujimi là vì nhà vệ sinh ở nơi này có nước xịt mông sau khi ỉa. Sau một buổi tập luyện thì Aoyama đã sút hết bóng vào trong thùng để mang về phòng lau chùi. Nhưng do không cẩn thận nên cậu ấy đã lỡ chân sút một quả bay thẳng vào mặt của Jason luôn. Vừa quay trở lại phòng câu lạc bộ thì cả đội đã nhìn thấy căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Nhưng Aoyama vừa rồi cũng tập luyện với bọn họ nên cậu ấy không thể là người dọn dẹp được. Cho nên bọn họ đoán rằng có một người nào đó đã bí mật tới dọn phòng câu lạc bộ cho bọn họ. Còn Aoyama thì lại nhìn thấy một con gấu bông kỳ lạ được đặt ngay bên trong tủ đồ của cậu ấy. Những ngày tiếp theo thì phòng câu lạc bộ vẫn liên tục được người bí ẩn đó lau chùi sạch sẽ. Nên cả đội cho rằng người đang giúp bọn họ lau dọn căn phòng chính là một nàng tiên tốt bụng. Hóa ra, người đã giúp cả đội của Aoyama dọn phòng câu lạc bộ chính là cô bạn Mocha cùng lớp và Mocha đã thầm thương trộm nhớ Aoyama từ thời hai người họ còn học chung cấp 2 với nhau. Cho nên Mocha đã từng làm ra một đống gấu nhồi bông đủ mọi kích thước để tặng cho Aoyama, nhưng Aoyama lại bắt cô ấy phải giặt gấu bông thật sạch thì cậu ấy mới nhận. Tuy nhiên, cho tới khi lên cấp 3 thì Mocha vẫn chưa có cơ hội tặng lại gấu bông cho Aoyama, nên Mocha đã bí mật dọn phòng cho đội bóng rồi ngày nào cũng bỏ gấu bông vào tủ cậu ấy. Mocha đang dọn dẹp thì lại vô tình bị Aoyama bắt gặp được và Mocha đã lo sợ rằng cô ấy sẽ bị Aoyama trách mắng vì dám vào phòng mà không xin phép. Nhưng Aoyama lại nhắc nhở cô ấy là lần sau phải dùng chất tẩy rửa thì mới sạch được. Mocha cũng đã thú nhận với cả đội bóng việc cô ấy đã tự tiện lau chùi phòng của họ gần đây. Và thấy có gái tới phụ giúp thì thằng nào thằng nấy cũng sướng rên cả người. Cho nên cậu đội trưởng đã cho phép Mocha được làm người quản lý chính thức cho đội bóng. Công việc của Mocha chính là quán xuyến mọi thứ để cho cả đội yên tâm tập luyện. Và bọn họ đã tỏ ra rất kinh ngạc vì lượng người hâm mộ của Aoyama càng lúc càng đông lên. Trong giờ nghỉ giải lao thì thanh niên đeo mắt kính đột nhiên hít lấy hít để cái khăn của Aoyama và cậu ta cho biết rằng cái khăn của Aoyama có một mùi thơm thanh lịch chưa từng thấy.
nên mấy thanh niên khác cũng đã bí mật ngửi thử cái khăn của Aoyama trong khi cậu ấy đang đá bóng, nhưng Jason lại khó chịu trước việc ngửi khăn người khác của mấy thằng bệnh này. Tuy nhiên, Mocha đã phát hiện ra việc mấy thằng trong đội đang ngửi trộm khăn của Aoyama, nên Mocha đã làm ra một cái chỉ đinh để đánh thằng nào dám ngửi khăn của người yêu cô ấy. Lời đồn về cái khăn có mùi thơm kỳ diệu của Aoyama đã nhanh chóng lan ra cả trường bọn họ, và hàng trăm học sinh đã lao thẳng vào trong sân bóng để hòng cướp lấy cái khăn của cậu ấy. Nhưng khi thấy Jason tỏ ra tức giận thì bọn họ đã dừng lại vì nhà thằng này rất giàu. Tối hôm đó, Jason đang ngồi trong phòng câu lạc bộ thì một ngọn gió đột nhiên thổi vào trong. Và ngọn gió đó đã thổi bay cái khăn của Aoyama, cho nên Jason đã phải vội vàng bắt lấy nó. Nhưng vừa ngửi thấy mùi thơm của cái khăn thì Jason lại nhớ tới người mẹ yêu dấu của mình. Jason đang hít lấy hít để cái khăn của Aoyama thì lại vô tình bị cậu ấy bắt gặp được. Nên cậu ấy đã nghi ngờ rằng Jason là một thằng bệnh rồi nói Jason vứt cái khăn luôn. Aoyama thường đạp xe đạp tới trường thay vì đi tàu điện bởi cậu ấy sợ chạm trúng người khác. Và cậu ấy cùng với mấy thanh niên trong đội bóng đang đi tới trường thì trời bỗng dưng đổ mưa. Cho nên Jason đã rủ cả bọn vào trong một quán đồ ăn nhanh để trú mưa rồi ăn cái gì đó luôn. Aoyama đã phải lau chùi chỗ ngồi cũng như cốc chén của mình vì không muốn bị dính vi khuẩn. Và mọi người đang trò chuyện thì Takechi đột nhiên xuất hiện rồi nói bọn họ là đội bóng rẻ rách. Nên cậu ta vẫn quyết tâm là phải đưa một ngôi sao như Aoyama ra khỏi đội bóng vô giá trị này. Ngay sau đó, mấy thanh niên trong đội Aoyama đã gọi ra một đống đồ ăn để lót dạ trước buổi tập. Nhưng Aoyama là người sạch sẽ nên cậu ấy không bao giờ ăn hay uống đồ do người khác làm. Một thanh niên mập ú có tên là Yoshi đã nuốt gọn cả một miếng bít tết chỉ trong cái nháy mắt. Nhưng cậu ta đã rất bất ngờ khi nhìn thấy thằng cờ hó Takechi cũng đã chén sạch một đĩa bít tết. Cho nên cậu ta đã gọi thêm một đống đồ ăn ra rồi thách thức một cuộc thi ăn uống với Takechi. Hai thanh niên đã ngồi ăn một cách điên cuồng cho tới khi không nhét được thêm vào bụng nữa. Và Takechi chợt nhớ lại lúc cậu ta cùng với Aoyama đang thi đấu cho đội tuyển U16 Nhật Bản. Aoyama chính là người đã chuyền bóng cho Takechi để cậu ta ghi bàn trong trận bóng U16 đó. Cho nên cậu ta quyết tâm là phải chiến thắng trong cuộc thi ăn này để kéo Aoyama về đội mình. Nhưng khi nhìn thấy món cuối là một cốc kem khổng lồ thì Takechi đã phải nhanh chóng xin hàng. Ngày hôm sau, đội của Aoyama sắp phải đá một trận sơ loại với đội bóng của học viện Takada. Và trong lúc đang rửa tay ngoài sân thì một cô gái có tên là Kana đã nhờ Aoyama bê đồ giúp mình. Nhưng khi dụ được Aoyama vào bên trong một cái nhà kho thì Kana đột nhiên khóa chặt cửa lại. Bởi vì Kana chính là bạn gái của gã đội trưởng đội Takada nên cô ta không muốn một siêu sao như Aoyama tham gia trận bóng này. Mọi người trong đội đã cảm thấy rất lo lắng khi chờ mãi mà vẫn chưa thấy Aoyama xuất hiện. Và do thiếu người nên đội của bọn họ đã nhanh chóng bị đội Takada dẫn trước 2 bàn thắng. Tuy nhiên, Mocha đã kịp thời tìm được Kana với Aoyama trước khi trận đấu kết thúc và cô ấy đã dùng cây gậy bóng chày rất đầy đinh của mình để đe dọa Kana phải thả Aoyama. Thấy Aoyama trở lại thì mọi người trong đội đã tỏ ra rất là vui mừng, còn gã đội trưởng của đội Takada lại cảm thấy cực kỳ lo lắng khi nhìn thấy sự trở lại của cậu ấy. Nhưng hắn cho rằng đội Aoyama không thể san bằng được tỷ số vì thời gian chỉ còn lại 15 phút. Khác với suy luận của gã đội trưởng đội Takada thì Aoyama đã nhanh chóng ghi được một bàn và Aoyama vẫn vượt qua được hàng phòng vệ của đội Takada mặc dù cậu ấy bị kèm rất chặt. Aoyama nhận thấy rằng đội Takada đang tính chơi bẩn bằng cách cho cậu ấy ăn cùi trỏ, nên cậu ấy đã nhanh chóng chuyền bóng để cho Jason đánh đầu vào khung thành đối phương, nhưng Aoyama cũng đã bị đẩy ngã xuống đất sau pha chơi bẩn của đội Takada. Sau khi bị dính đất lên người thì Aoyama tỏ ra khá là bối rối vì cậu cực kỳ sợ người mình bị bẩn. Cho nên cậu ấy đã đứng đơ một chỗ không thể nào di chuyển nổi và họ chỉ cần một bàn thắng quyết định nữa là có thể biết được đội nào sẽ giành chiến thắng. Gã đội trưởng Takada đang dẫn bóng lên tấn công thì Aoyama bỗng lao ra cướp bóng của hắn bởi vì thời gian chỉ còn lại 5 phút nên cậu ấy lúc này không còn sợ bẩn nữa. Và Aoyama đã dẫn bóng lao lên sút tung lưới đội bạn để đưa chiến thắng về cho đội của cậu ấy. Sau khi chứng kiến sức mạnh của Aoyama thì Takechi lại càng muốn có được cậu ấy hơn. Và Kana lúc này cũng đã bỏ rơi gã đội trưởng đội Takada rồi trở thành fan của cậu ấy luôn. Trong lớp của Aoyama cũng có một thanh niên cực kỳ sạch sẽ có tên là Narita. Nhưng khác với Aoyama thì Narita không cho những người khác biết rằng cậu ta là một người thích sự sạch sẽ. Cho nên cậu ta chỉ ngồi trong nhà chơi game để khỏi phải tiếp xúc với khói bụi ở ngoài đường. Narita thường đến lớp rất sớm rồi lau chùi bàn ghế của mình để không bị người khác phát hiện. Nhưng trong lúc đang chơi đùa với nhau thì có hai thằng đã làm đổ lọ sữa tươi lên bàn của cậu. Và bọn này còn bẩn tới mức lấy áo để chùi nên Narita đã nói chúng đi chỗ khác để cậu ta tự lau. Thậm chí có thằng còn hắt xì một phát khiến cho nước mũi nước miếng bay tùm lum ra cả lớp. Lớp của Aoyama hôm nay sẽ có một buổi thực hành nấu ăn và mọi người đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy kỹ năng cắt thái của Narita trông như đầu bếp thật. Nhưng Aoyama còn thái đỉnh hơn, đồng thời rau củ thái xong cũng tự động bay vào bát luôn. Aoyama cùng Narita thường phải tự nấu ăn ở nhà cho sạch nên kỹ năng nấu ăn của họ rất tốt. Và Aoyama đã nấu ra một món súp nấm khiến cho ai ngửi phải cũng đều cảm thấy đói bụng.
Thậm chí các học sinh lớp khác đang ngồi học cũng bị mùi thơm từ món súp của cậu cuốn hút. Narita không muốn chịu thua nên cậu ta cũng đã làm ra một đống cơm rang cho mọi người ăn, nhưng Arama lại làm thêm một vài đĩa cơm trứng để đánh bại món cơm rang của Narita. Nên buổi học nấu ăn của cả lớp đã nhanh chóng bị biến thành cuộc thi ẩm thực của hai người họ. Bang hội trong game của Narita vừa mới tuyển thêm được một thành viên mới và Narita nhận ra kiểu tóc cùng phong cách của cậu bạn tai mèo này cực kỳ giống với Aozama. Nhưng tính cách của cậu ta lại chẳng giống Aozama mà có vẻ hơi ngáo ngáo một chút. Narita đã vô tình nhìn thấy cái huy hiệu của tựa game mà cậu ta đang chơi trên cặp Aozama, cho nên Narita đã nghi ngờ rằng Aozama cũng đang chơi cùng một tựa game giống với cậu ta. Vừa tới trường thì một con bạn mặt ếch bỗng dưng xin mượn vở của Narita để chép bài, nhưng Narita lại không muốn cho mượn vì cậu ta sợ con nhỏ này sẽ làm bẩn cuốn vở của mình. Cho nên cậu ta đã phải cầm cuốn vở rồi chạy đi photo ra một bản khác để cho con nhỏ mượn. Ngay sau đó, con nhỏ mặt ếch bỗng không nhìn thấy bộ đồ thể dục trong tủ của cô ta đâu nữa. Và cái tủ đồ nằm ở cuối lớp học lúc nào cũng có người đi lại nên rất khó để mở tủ lấy trộm đồ. Nhưng mọi người lại đổ tội ăn trộm cho Narita vì cậu ta hôm nào cũng đến lớp học từ rất sớm. Mọi người đã nhanh chóng bắt lấy Narita rồi đè cậu ta xuống đất để bắt cậu ta phải trả lại đồ. Nhưng Arama đã đưa đồ của con nhỏ mặt ếch tới trước mặt bọn họ để minh oan cho Narita và hóa ra là con nhỏ mặt ếch đã đãng trí để đồ của mình ở bên lớp khác. Con nhỏ mặt ếch với những người khác đã phải xin lỗi Narita vì lỡ đổ oan cho cậu tội ăn trộm. Và khi nhìn thấy cái tên trên huy hiệu game của Aozama thì cậu ta phát hiện ra Aozama chính là cậu bạn tai mèo. Narita đã nhận ra tính cách của Aozama ở trong game trái ngược hoàn toàn với bên ngoài, cho nên khi ở trong game thì cậu ấy cực kỳ lộm thuộm chứ không sạch sẽ một chút nào cả. Lượng người hâm mộ của Arama càng ngày càng tăng lên một cách chóng mặt, thậm chí cậu đội trưởng Gaku của họ cũng đã tham gia vào hội người hâm mộ của Aozama. Đội của Arama có một bộ ba rất thích làm mấy trò tấu hài để trêu chọc mọi người, và cậu bạn đeo kính Tsukamoto có một khả năng rất kỳ quặc, đó chính là tâng bóng bằng mông. Đội của Aozama hôm nay sẽ có một trận bóng với đội của trường Fuzoku, và Tsukamoto đang tâng bóng bằng mông thì một quả bóng bỗng đập thẳng vào mặt cậu ta. Nhưng cậu ta đã hoảng sợ nhận ra người vừa đá quả bóng đó chính là gã đội trưởng Ryu của đội Fuzoku. Ngay sau đó, trận sơ loại của giải cao trung giữa trường Fuchimi cùng với trường Furoku đã được bắt đầu. Và vừa mới vào trận thì gã Ryu đã cầm bóng rồi lao thẳng về phía cánh phải của Tsukamoto. Nhưng Tsukamoto lại đứng yên không cử động để cho hắn tự do sút thẳng vào lưới đội mình. Ngay sau đó, Ryu vẫn tiếp tục dẫn bóng qua bên cánh phải rồi dễ dàng lách qua Tsukamoto. Và đội Furoku đã dẫn trước tỷ số do Tsukamoto không thể phòng thủ mỗi khi chạm mặt Ryu. Cho nên mọi người trong đội Fuchimi đã thắc mắc không biết Tsukamoto đang gặp vấn đề gì. Khi hết hiệp 1 thì Tsukamoto đã buồn bã đi vào nấp trong phòng vệ sinh và ngay lúc đó thì có hai gã ở bên đội của Ryu cũng đi vào trong rồi trò chuyện cùng nhau. Hóa ra, Tsukamoto đã từng bị Ryu bắt nạt từ thời còn học cấp 2 nên mỗi khi nhìn thấy Ryu thì cậu ta lại cảm thấy sợ hãi không cử động nổi. Hai cậu bạn thân Yoichi cùng với Sakai của Tsukamoto đã vô tình nghe được chuyện vừa rồi và Aozama cũng đã nghe được cuộc trò chuyện của hai gã kia trong khi đang dọn dẹp phòng vệ sinh bên cạnh. Ngay sau đó, hiệp 2 của trận bóng giữa đội Fuchimi với Furoku đã bắt đầu và chị huấn luyện viên vẫn để Tsukamoto thi đấu mặc dù cậu ấy đang gặp phải vấn đề tâm lý. Vừa nhìn thấy Ryu cầm bóng lao tới thì cơ thể của Tsukamoto đã bị đông cứng lại như tượng. Nhưng cậu bạn thân Sakai đã ngay lập tức lao tới để chặn đứng đường bóng của gã Ryu lại. Và Yoichi cũng đã sử dụng cơ thể to như hộ pháp của mình để chặn những cú sút của hắn ta. Từ thời cấp 2 thì Tsukamoto rất hay tấu hài nhờ kỹ năng tâng bóng bằng mông của mình. Nhưng Ryu lại cảm thấy trò đùa của Tsukamoto rất ngứa mắt nên hắn thường bắt nạt cậu ta, cho nên cậu ta đã không dám động tới trái bóng suốt cả mấy năm học cấp 2. Tuy nhiên, khi lên cấp 3 thì Tsukamoto đã may mắn gặp được những người bạn rất thích trò đùa của cậu ta và nhờ vậy mà cậu ta lại có thể tâng bóng bằng mông để tấu hài cho mọi người như trước kia. Tsukamoto quyết tâm là sẽ không để cho những người đồng đội hiện giờ của mình thất vọng và Ryu đang dẫn bóng lên tấn công thì Tsukamoto bỗng lao tới sút quả bóng ra khỏi chân hắn. Nên Arama đã thành công lấy được bóng rồi chạy thẳng về phía khung thành của đối phương. Ngay sau đó, thấy mình bị đội bạn kèm quá chặt thì Aozama đã chuyền bóng cho Tsukamoto nhưng cậu ta lại dùng mông hất bóng vào trong khung thành đối phương để ghi bàn cho cả đội. Và cuối cùng thì chiến thắng cũng đã thuộc về Aozama cùng những người bạn trong đội Fuchimi. Còn Tsukamoto thì đã vượt qua được quá khứ đen tối để tiếp tục vui vẻ với bạn bè của mình. Trong trường của Arama có một cậu học sinh chuyên vẽ manga có tên là Oraki. Và chuyện do Oraki sáng tác thường được rất nhiều độc giả cũng như là các bạn học yêu thích, nhưng bạn học của Oraki lại không biết cậu ta là một họa sĩ vẽ manga. Tsukamoto đang đọc chuyện của Oraki thì đột nhiên bị bà cô chủ nhiệm tịch thu mất và bà ta đã tức giận xé đôi cuốn chuyện đó vì vừa mới bị người yêu cắm cho hai cái sừng.
Bà cô vừa đi ra tới chỗ đậu xe thì chợt nhìn thấy xe của mình đã bị lũ mèo giẫm đạp khắp nơi. Và khi biết chúng là mèo do Mocha nuôi thì bà cô liền đe dọa là sẽ cho cô ấy lên đứng trước cờ. Thậm chí bà ta còn gọi điện cho hội động vật tới bắt lũ mèo hoang của Mocha đi. Tuy nhiên, Oraki đột nhiên đi tới giật lấy chiếc điện thoại của bà cô rồi ném phăng đi, cho nên bà cô đã yêu cầu Oraki phải đền bù tiền điện thoại cho mình. Nhưng Oraki chỉ dọa bà cô để bảo vệ lũ mèo hoang chứ cậu ta không hề ném chiếc điện thoại. Hóa ra, Oraki là một họa sĩ manga nổi tiếng nhưng cậu ta vẫn tới trường học để lấy cảm hứng. Và sau khi quan sát thì cậu ta cảm thấy có chút ghen tị khi Aoyama được rất nhiều em theo đuổi, cho nên cậu ta đã tạo ra một gã phù thủy phản diện thích sự sạch sẽ giống y hệt như Aoyama. Tuy nhiên, gã phù thủy do Oraki vẽ ra đã nhanh chóng nhận được sự yêu thích cuồng nhiệt của độc giả, nên cậu ta đã vẽ cho gã phù thủy làm đủ mọi điều độc ác để khiến mọi người căm ghét hắn ta. Nhưng gã phù thủy càng làm điều ác thì mọi người lại càng thích cái vẻ ngầu lòi của hắn. Thậm chí độc giả lúc này còn yêu thích gã phù thủy độc ác đó hơn là nhân vật chính của truyện. Oraki đã biến gã phù thủy thành một thằng phế vật đần độn để khiến mọi người ghét hắn ta. Nhưng sau khi làm như vậy thì độc giả lại phản đối khiến cho doanh thu của bộ truyện giảm sút. Oraki đã thử cho gã phù thủy về phe với nhân vật chính để cố gắng lôi kéo lại người hâm mộ. Nhưng mọi người vẫn tẩy chay bộ truyện vì bọn họ chỉ muốn gã phù thủy làm phản diện mà thôi. Thậm chí khi lật tới chuyện của Oraki trên tạp chí thì Aoyama còn lướt qua luôn chả thèm đọc. Cảm thấy chán nản nên Oraki đã cho gã phù thủy tiêu diệt được nhân vật chính rồi thống trị thế giới luôn. Và thấy gã phù thủy ngầu lòi trở lại thì những người hâm mộ lại tiếp tục ủng hộ bộ truyện. Mỗi lần thử chơi bóng rổ cùng với mấy anh lớp trên thì Aoyama lúc nào cũng phải đeo găng tay. Và câu lạc bộ bóng rổ có một cô gái rất xinh đẹp có tên là Mio được rất nhiều anh trai theo đuổi. Chỉ có điều Mio chơi bóng rổ cực kỳ gà nên cô ấy chưa bao giờ ném được phát bóng nào vào rổ cả. Mọi người đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy Aoyama liên tục ném bóng vào rổ như là một cái máy. Và vừa thấy kỹ năng chơi bóng rổ đỉnh cao của Aoyama thì Mio đã xin được làm đệ tử của cậu. Nhưng mấy anh trai lại tỏ ra hết sức ghen tị với Aoyama vì Mio chính là nữ thần trong lòng họ. Ngay sau đó, các thanh niên đã cuồng nhiệt cổ vũ cho Mio khi trận đấu của các nữ sinh bắt đầu. Và những nữ sinh khác đã tỏ vẻ khó chịu vì mấy thanh niên chỉ cổ vũ cho mỗi mình Mio mà thôi. Vừa mới vào trận thì Mio đã nhanh chóng cướp được bóng nhờ chiều cao vượt trội của cô ấy. Nhưng kỹ năng ném bóng của Mio rất kém nên cô không tài nào ném được bóng vào rổ đội bạn. Và đội bạn đã liên tục ném được bóng vào rổ của đội Mio rồi dẫn trước tỷ số. Aoyama đột nhiên đi tới trước mặt của Mio để đưa ra lời khuyên cho cô ấy. Nhưng cậu ấy chỉ nói Mio chơi bóng bằng niềm tin khiến cho ai ai cũng đều phải cạn lời luôn. Khi trận đấu được tiếp tục thì Mio quyết định là sẽ nhảy lên nhét bóng thẳng vào rổ cho dễ. Nhưng không ngờ là nhảy lên tới sát như vậy mà cô ấy vẫn để cho bóng đập ra ngoài. Và khi thấy quả bóng bay tới chỗ mình thì Aoyama đã sút nó lọt vào rổ dùm cho cô ấy luôn. Tuy nhiên mấy thanh niên vẫn chấp nhận bàn thắng đó chỉ đơn giản là cô ấy đẹp. Nhờ lời khuyên của Aoyama nên Mio đã cố gắng vận dụng chiều cao của mình để ghi điểm. Và trong lúc đang vui sướng thì cô ấy đã vô ý vỗ vai Aoyama. Nên mọi người đã tỏ ra rất lo lắng vì Aoyama không hề thích bị người khác chạm vào người cậu. Nhưng Aoyama lại không có bất kỳ phản ứng gì khiến cho bọn họ cảm thấy hết sức khó hiểu. Mọi người đang tính thử chạm vào người của Aoyama thì cậu ấy vẫn tránh né như bình thường. Nên bọn họ cho rằng Aoyama cho Mio chạm vào người là vì cậu ấy đang có tình cảm với Mio. Và tin đồn về việc Aoyama cùng với Mio đang yêu nhau đã nhanh chóng lan ra khắp cả trường. Các nữ sinh trong hội hâm mộ Aoyama đã trở nên buồn bã khi nghe được tin Aoyama yêu Mio. Mocha thậm chí còn ăn đủ thứ thức ăn giàu dinh dưỡng để có được một thân hình đẹp như cô ấy. Aoyama xưa nay chẳng bao giờ chơi vật tay với đám bạn bởi vì cậu ấy sợ tay bị dính vi khuẩn. Nhưng Aoyama lại đột nhiên đòi vật tay với Mio khiến cho ai nấy cũng đều hết sức kinh ngạc. Khi thấy Mio quên mang đồ ăn trưa thì Aoyama đã mang bento của mình tới cho cô ấy ăn. Và vào ngày tiếp theo thì cô ấy cũng đã chuẩn bị một bữa trưa rất thịnh soạn để trả ơn Aoyama. Nhưng mấy nam sinh khác đã tỏ ra ghen tị rồi tranh giành đồ ăn trưa của Mio với Aoyama luôn. Aoyama đột nhiên chủ động ngỏ lời mời Mio tới xem trận bóng sắp tới của cậu ấy. Và khi thấy vậy thì mọi người lại càng chắc chắn hơn rằng hai người bọn họ đang yêu nhau rất là say đắm. Tuy nhiên, trong trận bóng của Aoyama thì Mio cho biết rằng thực ra bọn họ không hề yêu nhau. Và Aoyama chỉ đang nhờ cô ấy để học cách tiếp xúc với bạn bè cùng lớp mà thôi. Cho nên các nữ sinh đã tỏ ra cực kỳ vui mừng khi biết idol của bọn họ vẫn chưa có người yêu. Tsubasa là một võ sĩ judo tài năng cũng như là niềm tự hào của câu lạc bộ judo của cả trường. Nhưng Tsubasa bỗng xin gia nhập đội bóng đá khiến cho ông thầy dạy judo sốc không chịu nổi. Và ông ta không hiểu nổi tại sao một võ sĩ judo tài năng như Tsubasa lại đi gia nhập đội bóng. Tuy nhiên, mọi người chợt phát hiện ra rằng Tsubasa gia nhập đội bóng là vì cậu ta thích Mocha. Nhưng đen cho Tsubasa là Mocha chả để ý tới cậu ta mà cô chỉ quan tâm mỗi Aoyama mà thôi. Và mọi thứ đã trở nên rất rắc rối khi Tsubasa thì để ý tới Mocha còn Mocha thì chỉ lo nhìn Aoyama. Tsubasa đã tự tin bước ra sân bóng để cho Mocha thấy rằng cậu ta không hề thua kém Aoyama.
Nhưng đứng trước khả năng dê bóng thần sầu của Azama thì Tsubasa không thể nào theo kịp. Và ông thầy judo vẫn cố gọi Tsubasa trở về với mình trong khi thằng này chỉ lo nhìn gái mà thôi. Mocha ngày nào cũng đều lau chùi sạch sẽ những nơi mà Azama thường xuyên lui tới. Thậm chí cô ấy còn chui vào trong nhà vệ sinh nam lau chùi để Azama đi vệ sinh cho thoải mái. Và thấy Mocha làm việc cực nhọc như vậy thì Tsubasa cũng đã chủ động tới giúp cô ấy một tay. Vừa nhìn thấy Azama bước tới chỗ mình thì Mocha đã xấu hổ kéo Tsubasa nấp vào trong góc. Và Azama đã lau dọn cái bồn rửa mặt mà Mocha cùng với Tsubasa vừa mới chùi xong hồi nãy. Nên Tsubasa đã đi ra nói cho Azama biết rằng Mocha đã chùi cái bồn rửa mặt cho cậu ấy rồi. Khi biết được điều đó thì Azama đã chân thành cảm ơn Mocha. Nhưng Azama bị bệnh nghiện lau dọn cực kỳ nặng cho nên cậu ấy vẫn thích tự mình làm hơn. Và khi biết rõ cảm xúc của Mocha thì Tsubasa quyết định là sẽ giúp cô tới được với Azama. Tsubasa đã rủ Azama cùng Mocha tới lễ hội mèo được tổ chức ở Thảo Cầm Viên cuối tuần này. Và vào ngày bọn họ đi chơi thì ba thanh niên tấu hài trong đội bóng với ông thầy judo cũng đã bám theo tới Thảo Cầm Viên. Trong buổi đi chơi hôm đó thì Mocha cứ lo nhìn Azama còn Tsubasa thì chỉ để ý tới mỗi Mocha. Cho nên cả nhóm chỉ có mỗi mình Azama là quan sát lũ động vật trong Thảo Cầm Viên mà thôi. Và Mocha không thể nói được một lời nào với Azama cả vì đây là lần đầu bọn họ đi chơi với nhau. Ngay sau đó, lễ hội mèo vừa bắt đầu thì Azama đã lôi kéo hết toàn bộ mèo bằng kỹ năng bá đạo của cậu. Và Azama đã vô tình gặp được Mio cũng tới lễ hội chơi cùng với bạn của cô ấy. Nhưng sau khi Mio gia nhập vào nhóm thì ánh mắt của cả bọn lại càng trở nên lộn xộn hơn nữa. Mỗi lần đứng cạnh Mio thì Mocha thường cảm thấy tự ti vì cô ấy không được xinh đẹp như Mio. Và trước khi ra về thì Tsubasa đã rủ cả nhóm đi tới hồ nước ở giữa công viên để chèo thuyền. Nhưng Tsubasa lại cố gắng giữ Mio ở một góc khác để Mocha có thời gian tâm sự với Azama. Nhờ có sự động viên của Tsubasa mà Mocha đã có thể tự tin nói chuyện được với Azama. Và Tsubasa giúp Mocha là bởi cậu ta tin rằng chẳng có tình yêu cấp 3 nào là được bền lâu cả. Nên cậu ta chắc chắn Mocha sẽ từ bỏ tình yêu dành cho Azama khi học xong cấp 3. Cô huấn luyện viên cho biết rằng cô ấy muốn tổ chức một trại huấn luyện cho toàn thể đội bóng. Và Jason đã đề nghị mọi người tổ chức trại huấn luyện tại nhà mình vì nhà thằng này rất giàu. Nhưng Azama không thích sinh hoạt tập thể cho nên cậu ấy đã từ chối tham gia với mọi người. Tối hôm đó, vừa về đến nhà thì bố Jason nói rằng ông ta biết thằng con mình đá bóng rất ngu. Cho nên ông ta muốn dùng tiền thay đổi toàn bộ luật bóng đá để giúp Jason dễ thành công hơn. Và Jason có một cô em gái thông minh xinh xắn có tên là Karin rất được cả nhà chiều chuộng. Mọi người đã hết sức kinh ngạc biết được rằng Karin đã mời cả trường tới trại huấn luyện luôn, còn Azama thì đã lau dọn sạch sẽ chiếc xe buýt để ngồi cho thoải mái khi đi tới trại huấn luyện. Và mọi người chợt nhìn thấy một dàn máy bay phản lực thả một thùng thính xuống trước mặt bọn họ, nhưng hóa ra trong thùng thính đó là một đôi giày thể thao được bố Jason gửi đến cho cậu ta. Trên đường đi thì cả bọn đã thắc mắc không hiểu tại sao Azama lại đổi ý rồi tới trại huấn luyện, và mọi người đã rất kinh ngạc vì trại huấn luyện do nhà Jason chuẩn bị to như một cái khách sạn. Hóa ra Azama đổi ý là bởi Karin đã chuẩn bị cho cậu ấy một căn phòng có máy lọc không khí, nhưng mấy thanh niên khác thì phải ở trong một căn nhà truyền thống trông chả tiện nghi gì cả. Sau khi cất đồ đạc xong xuôi thì mọi người đã đi ra bãi biển để tổ chức các hoạt động ngoài trời, và câu lạc bộ bóng đá đã chia phe để đá với nhau nhưng Azama lại không muốn chơi với họ, bởi vì cậu ấy sợ vi khuẩn trong cát sẽ dính vào chân mình. Mocha trước giờ cũng đã tập chơi đá bóng để có thể gây được ấn tượng với Azama. Nhưng mọi người không ngờ rằng kỹ năng đá bóng của cô ấy không thua kém gì lũ thanh niên. Thậm chí cô ấy còn có thể luồn bóng qua bọn họ một cách rất dễ dàng. Và khi nào đá không lại lũ thanh niên thì cô ấy lại lăn xuống đất ăn vạ. Azama đã được chuẩn bị cho một đôi giày đặc biệt chống cát để có thể đá bóng với mọi người. Và Azama đã lấy được bóng từ chỗ Mocha rồi truyền nó cho Jason để cậu ta có thể ghi bàn. Nhưng thằng chân gỗ này sút mỗi quả bóng thôi cũng chẳng nổi. Sau khi đá bóng xong thì mọi người đã bơi thẳng ra biển tắm một cái cho mát. Nhưng mới bơi ra xa một chút thì bọn họ đột nhiên đụng chúng phải một bức tường kỳ lạ nào đó. Và hóa ra bãi biển này nằm trong một căn nhà vòm khổng lồ do công ty của nhà Jason xây. Tới giờ ăn tối thì mọi người đã rất ngạc nhiên khi thấy bữa ăn của bọn họ chỉ có mỗi một hạt đậu. Và Karin cho biết loại đậu đó được nuôi cấy bằng công nghệ mới nên chỉ cần một hạt là đầy đủ chất dinh dưỡng. Nhưng nó chỉ có thể cung cấp chất dinh dưỡng chứ không thể giúp họ cảm thấy no bụng được. Mọi người đột nhiên ngửi được mùi thơm nào đó phảng phất ở khắp cả khu trại huấn luyện. Và khi biết Azama đang nấu ăn thì tất cả bọn họ đã kéo tới để xin ăn ké đồ ăn của cậu ấy. Những ngày sau đó, trại huấn luyện của bọn họ đã diễn ra một cách hết sức vui vẻ và Azama cùng với những người bạn đã dần gắn kết với nhau hơn sau đợt huấn luyện này. Jason cùng bộ ba tấu hài chợt thấy thắc mắc không biết nhà của Azama trông như thế nào. Cho nên khi vừa tan học thì cả bốn người bọn họ đã bí mật bám theo Azama về nhà cậu ấy và Jason đã phải còng lưng đạp xe đạp để trở thành mập Yoshi do chơi kéo búa giấy thua. Mọi người đoán rằng Azama có thể đang sống trong một căn biệt thự sang chảnh cùng với gia đình của cậu ấy.
và khi đi tới một khu chợ thì Aorama đã phát hiện ra là cậu ấy đang bị bám đuôi, nên Aorama đã bốc đầu bay xuống một con đường khác để cắt đuôi đám bạn làm chuyện này. Tuy nhiên, Jason cùng bộ ba tấu hài vẫn không chịu từ bỏ cho tới khi tìm được nhà Aorama, và Jason cũng đã ôm theo cái xe rồi nhảy xuống dưới giống như Aorama để đuổi theo cậu ấy. Nhưng mọi người lại chửi Jason vì có cầu thang không đi mà lại nhảy xuống như thằng ngáo. Sau khi bám theo Aorama đến tận tối thì cả bọn đã tìm tới được một căn nhà khá bình thường và mấy thằng vô duyên này đã xông thẳng vào trong nhà để tìm Aorama mà chả xin phép ai cả. Nhưng nơi này không phải là nhà của Aorama mà lại là nhà của một cậu cầu thủ có tên là Ibuki. Hóa ra, Aorama đã để thua Ibuki trong một trận đấu nên cậu ấy phải nấu một bữa cho Ibuki ăn và cả bọn nhận ra Ibuki chính là một cầu thủ xuất sắc đang thi đấu cho đội tuyển Tây Ban Nha. Nhưng mấy thằng này chỉ lo ngồi giựt hết thức ăn của Ibuki chứ chả quan tâm gì tới cậu ta cả. Sáng hôm sau, Jason cùng với Mocha chợt thấy Aorama bỏ tập rồi đạp xe đi tới một nơi nào đó, cho nên Jason đã gọi bác tài xế của mình đánh xe mẹc đến rồi nhanh chóng đuổi theo cậu ấy. Nhưng khi biết Aorama tìm tới trường Minami của Takechi thì Jason đã tỏ ra cực kỳ tức giận vì cậu ta cho rằng Takechi đang sử dụng thủ đoạn nào đó để lôi kéo Aorama về đội của Minami. Thực ra thì người vừa mới gia nhập đội Minami chính là Ibuki, còn Aorama tìm tới đây là để đề nghị được đấu lại một trận bóng solo khác với cậu ta mà thôi. Và cô bạn gái của Ibuki cho biết rằng hai người họ đã thường thách đấu với nhau kể từ khi tham gia vào đội tuyển U16 Nhật Bản. Tuy nhiên, trình độ chơi bóng của Ibuki đẳng cấp hơn Aorama tới tận mấy bậc, cho nên cậu ta đã dễ dàng lách bóng rồi sút vào lưới của Aorama như là đang đi dạo chơi vậy. Nhưng mọi người nhận ra rằng Ibuki vẫn còn chưa chơi hết sức của mình. Takechi còn cho biết các chỉ số từ phòng thủ cho đến tấn công của Ibuki đều cao hơn Aorama. Nhưng nếu nói về chỉ số nhiều tiền thì Jason là nhất mặc dù đá bóng cực kỳ gà. Tối hôm đó, Aorama lại phải tiếp tục tới nấu ăn cho Ibuki như đã cá cược với nhau từ trước. Và Ibuki hiện đang bị cô bạn gái giận vì cậu ta đã lỡ chê đồ ăn mà cô ấy nấu rất dở. Cho nên Aorama đã khuyên Ibuki thử mời cô ấy đi hẹn hò một bữa để hàn gắn lại mối quan hệ. Aorama đã nói Ibuki mặc một bộ đồ mèo dễ thương để làm dịu bớt cơn giận của cô bạn gái. Nhưng khi thấy Ibuki mặc đồ mèo đi hẹn hò thì cô ấy lại tưởng cậu ta bị đần. Trong buổi đi chơi thì Ibuki đã tặng cho bạn gái một cuốn sách theo như chỉ dẫn của Aorama và khi biết nó là sách dạy nấu ăn cho trẻ em thì cô ấy lại càng giận hơn. Không còn cách nào khác nên Aorama đã đề nghị hai người bọn họ thử chơi đá bóng với nhau. Bởi vì Aorama tin rằng bóng đá là môn thể thao có thể đưa con người ta đến gần với nhau hơn. Và đúng như tính toán của cậu ấy thì Ibuki cùng với cô bạn gái đã quên hết mọi giận hờn khi đá bóng. Cậu bạn Sakai trong bộ ba tấu hài dạo gần đây mới cắt một quả tóc trông giống y hệt Aorama. Và không chỉ có mỗi tóc mà trình độ đá bóng của Sakai so với Aorama cũng chả thua kém gì. Cho nên cậu ta đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của sân bóng được rất nhiều em hâm mộ. Hình ảnh ngầu lòi của Sakai đã khiến cho mấy thằng bạn trong nhóm tấu hài sốc không chịu nổi. Và bọn họ cũng rất tức giận vì thằng này bắt đầu giở giọng chảnh chó coi thường mấy anh em. Thậm chí mỗi lần được các em tặng quà là mặt nó lại cứ vênh vênh lên trông thấy là muốn đấm. Tsukamoto đã dùng chiêu tâng bóng bằng mông để cố lôi kéo Sakai quay trở về với đội tấu hài. Nhưng Sakai lại chê cười thằng bạn mình rồi từ chối quay trở về với hình tượng cũ của cậu ta. Và Sakai lúc này đang sống rất sung sướng vì ngày nào cũng có mấy em nữ sinh đến tỏ tình. Jason đã tỏ ra hoảng hốt khi biết cô huấn luyện viên muốn thay Sakai vào vị trí tiền đạo của mình. Và Sakai dạo gần đây thường xuyên nghe thấy tiếng của thần bóng đá đang phù hộ cho cậu ta. Jason vẫn quyết tâm không chịu thua Sakai mặc dù thằng này chẳng bao giờ sút trúng bóng. Nhưng Aorama lúc này cũng đã công nhận khả năng đá bóng của Sakai hơn hẳn so với Jason. Thậm chí trong những trận sau đó thì Jason đã phải làm cầu thủ dự bị để cho Sakai vào sân đá. Cha Jason nói rằng nếu như cậu ta không lấy lại được vị trí tiền đạo thì cậu phải nghỉ đá bóng. Nên Jason đã tới nhờ Mocha chỉ cho mình cách đá bóng vì cậu ta nhớ rằng cô ấy đá rất hay ở trại huấn luyện. Mocha đã đặt bóng trước một cái gôn trống rồi yêu cầu Jason thử đá vào gôn, nhưng không ngờ rằng gôn không có thủ môn mà thằng chân gỗ này cũng không sút vào nổi. Chưa kể mới tập được một chút mà thằng này đã đòi ra nghỉ ngơi khiến cho Mocha rất tức giận. Biết rằng con trai mình đang chăm chỉ tập luyện nên bố của Jason đã tới sân bóng thăm cậu ta và ông ta muốn dùng tiền ép huấn luyện viên đưa Jason trở lại sân bóng để khỏi mất thời gian. Nhưng Mocha đã tức giận đập cho hai bố con thằng này một trận vì cái tội hay thích đi đường tắt. Mocha đã bắt Jason phải quay trở lại sân tập một cách thực sự nghiêm túc. Và sau một quá trình rèn luyện gian khổ thì Jason cũng đã có thể sút được bóng vào gôn. Một thời gian sau thì Sakai đột nhiên thay đổi kiểu tóc của mình và hóa ra lâu nay ông thần bóng đá phù hộ cho Sakai là do tưởng nhầm cậu ta là Aorama. Cho nên khi biết Sakai đích phải là Aorama thì ông thần đã bỏ rơi cậu ta luôn. Kể từ lúc bị ông thần bỏ rơi thì trình độ chơi bóng của Sakai đã tụt dốc một cách rất thảm hại. Và cậu ta quyết tâm là sẽ phải giả dạng giống Aorama hơn nữa để kéo thần bóng đá quay lại. Nhưng khi nghe được điều đó thì Mocha đã cấm cậu ta không được giả dạng Aorama.
Sakai đã tỏ ra hết sức hoảng loạn khi không được thần bóng đá phù hộ nữa, và trong lúc không để ý thì Sakai đã vô tình bị mấy thằng bạn lôi kéo quay trở về với đội Tấu Hải. Dạo này có một số người tới mời Aorama gia nhập vào các câu lạc bộ có tiếng tăm hơn Fujimi. Và khi thấy vậy thì Jason đã lo lắng rằng Aorama sẽ rời khỏi Fujimi để đá cho câu lạc bộ khác. Nhưng Jason vẫn sẽ tôn trọng quyết định của Aorama nếu như cậu ấy thực sự muốn rời đi. Vài ngày sau, trường Fujimi của bọn họ sắp có một trận bóng với trường cao trung Kuraishi. Và mọi người đột nhiên nhìn thấy Jason đưa ảnh của mẹ ra ngắm rồi tỏ ra một bộ mặt rất buồn. Nên mọi người nghĩ rằng mẹ Jason có thể đã mất từ lâu nhưng cậu ta lại không kể với bọn họ. Sau khi hai đội họp bàn chiến thuật xong xuôi thì trận đấu đã chính thức được bắt đầu và đội Fujimi đã gặp rất nhiều khó khăn vì các cầu thủ của Kuraishi có chiều cao vượt trội hơn bọn họ. Nên trận đấu vừa mới bắt đầu được vài phút thì đội Kuraishi đã dễ dàng ghi được một bàn thắng. Jason đã cố dẫn bóng tới cầu môn của đội bạn nhưng hàng phòng thủ của họ quá vững chắc và đội Kuraishi đã ghi thêm được một bàn thắng nữa vào lưới đội Fujimi nhờ một quả phạt góc. Đội Kuraishi biết rõ rằng Aorama chỉ có thể bộc lộ toàn bộ sức mạnh vào 5 phút cuối trận đấu, cho nên bọn họ đã tức tốc lao lên để cố ghi được bàn thắng thứ 3 trước khi Aorama đá thật sự. Nhưng khi quả bóng gần bay vào trong cầu môn thì Aorama chợt lao tới dùng chân hất nó ra. Tuy nhiên, người của Aorama cũng đã bị bẩn nên cậu ấy lúc này không thể giữ bình tĩnh được, nên Jason đã cố gắng hết sức để phòng thủ cho tới khi Aorama có thể chơi bình thường trở lại. Thậm chí cậu ta còn giơ mặt ra đỡ những cú sút của đội bạn. Và khi thấy được sự cố gắng của Jason thì những người khác cũng liền xông lên phản công. Mọi người đã rất vui mừng khi nhìn thấy Aorama lấy lại được phong độ vào 5 phút cuối trận và Aorama đã chuyền bóng cho Jason ghi bàn nhưng chân của cậu ta lại đang bị thương. Tuy nhiên, Jason chợt nhìn thấy mẹ đang ngồi cổ vũ cho cậu ta ở trên khán đài nên Jason đã cố gắng chạy thẳng về phía cầu môn đội bạn rồi ghi bàn bằng một pha đánh đầu. Và ngay sau đó thì Aorama cũng đã bồi thêm 2 quả nữa để mang chiến thắng về cho đội Fujimi. Hóa ra là mẹ của Jason không phải qua đời mà bà ấy hiện tại đang đi làm từ thiện tại châu Phi. Và sau khi coi xong trận bóng của con trai thì bà ấy lại leo lên trực thăng để tiếp tục đi làm từ thiện. Aorama cho biết rằng cậu ấy đã từ chối lời mời gọi của các đội tuyển lớn khác để ở lại Fujimi. Và mọi người rất kinh ngạc khi biết cậu ấy chọn ở lại là vì thích mặc đồ màu trắng cho sạch sẽ. Cảm ơn các bạn đã xem hết video tóm tắt bộ anime Thánh Sạch Sẽ Aorama. Và đừng quên nhấn nút đăng ký cùng với nút chuông để nhận thông báo khi kênh ra video mới.